Chảo lửa Trung Đông tiếp tục có diễn biến đáng chú ý mới. Một bệnh viện ở Gaza trúng tên lửa, hơn 500 người thiệt mạng, Israel và Palestine đổ lỗi cho đối phương. Sau thảm kịch kinh hoàng, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hủy cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo Trung Đông khác ở Jordan. Theo Bloomberg, Tổng thống Biden đang tìm kiếm gói viện trợ 100 tỷ đô la Mỹ cho Israel, Ukraine. Liên quan xung đột Đông Âu, Ukraine lần đầu tiên khai hỏa tên lửa tầm xa do Mỹ viện trợ trên chiến trường, nhắm mục tiêu vào hai căn cứ không quân của Nga ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Trung Quốc tố máy bay trinh sát Canada xâm phạm không phận. Tàu Trung Quốc, Nhật Bản đối đầu gần quần đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông. Triều Tiên cáo buộc Mỹ dùng uy quyền hạt nhân gây căng thẳng trong khu vực và thế giới. WHO tuyên bố Lào đã xóa sổ bệnh phù chân voi. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị trong bản tin thời sự quốc tế. Khoảng 500 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại bệnh viện Baptist O'Ali nằm ở trung tâm thành phố Gaza vào tối 17 tháng 10 theo giờ địa phương. Bộ Y tế Palestine cho biết bệnh viện này là nơi trú ẩn cho hàng ngàn người sơ tán. Nhiều người vẫn còn nằm dưới đống đổ nát. Các quan chức Palestine đổ lỗi cho các cuộc không kích của Israel là nguyên nhân gây ra thảm kịch. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel phủ nhận mọi liên quan và cho rằng sự việc xảy ra do vụ phóng tên lửa thất bại của nhóm Hồi giáo Jihad. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, IDP, nêu rõ: "Chúng tôi không tấn công bệnh viện. Chúng tôi không có ý định nhắm mục tiêu vào bất kỳ cơ sở nhạy cảm nào." Phía nhóm Jihad đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Israel. Ông Daoud Sehab, người phát ngôn của Jihad, nói với Reuters: "Đó là một lời nói dối trắng trợn. Họ đang cố gắng che đậy tội ác kinh hoàng mà họ gây ra đối với dân thường Palestine. Dải Gaza đã bị Israel không kích dữ dội và phong tỏa toàn diện trong 2 tuần kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công kinh hoàng vào Israel. Các bệnh viện ở vùng đất này đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực, thuốc men và các tiện ích thiết yếu. Trong khi đó, các lô hàng viện trợ vẫn ùn ứ tại cửa khẩu biên giới Ai Cập-Gaza trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao nhằm dàn xếp một lệnh ngừng bắn thất bại." Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã hủy chuyến đi tới Jordan, nơi ông dự kiến gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo Trung Đông khác để thảo luận về cuộc chiến mới nhất giữa Israel và Hamas. "Những gì vừa xảy ra là một thảm kịch lớn, một cuộc thảm sát tồi tệ không thể chấp nhận được. Israel đã không kích bệnh viện O'Ahi ở thành phố Gaza." Phía Jordan và Nhà Trắng cũng đã xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Biden và vua Jordan Abdullah, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Amman bị hủy bỏ. Thảm kịch xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Biden sắp có chuyến thăm tới Israel và Jordan. Phản ứng trước sự việc, ông Biden đã chỉ đạo khẩn cấp nhóm an ninh quốc gia tìm ra sự thật trong bối cảnh Israel và Hamas đổ lỗi cho đối phương. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án vụ tấn công ở bệnh viện Gaza. Trong bài đăng trên nền tảng X, nhà lãnh đạo nhấn mạnh thế giới cần nhìn thẳng vào hậu quả của sự kiện này và không thể trì hoãn việc tiếp cận nhân đạo vào dải Gaza. Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết nước này sẽ hợp tác với các đồng minh để điều tra làm rõ vụ việc, bảo vệ dân thường vô tội ở Gaza. Hôm 17 tháng 10, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết cuộc diệt chủng của Israel đối với người Palestine ở dải Gaza cần chấm dứt ngay lập tức trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp có chuyến thăm lịch sử tới Israel. Quốc gia Do Thái đã tuyên bố tiêu diệt Hamas do Tehran hậu thuẫn đang kiểm soát dải Gaza. Ngay sau cuộc tấn công trên không lẫn trên bộ vào nước này vào ngày 7 tháng 10, gây ra ngày đẫm máu nhất trong lịch sử 75 năm của Israel với 1.300 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Trong bài phát biểu trước một nhóm sinh viên ở Tehran, ông Khamenei cảnh báo sẽ không ai có thể cản bước được người Hồi giáo và lực lượng kháng chiến nếu chế độ Do Thái tiếp tục các tội ác chống lại người Palestine. Việc bắn phá dải Gaza cần phải được dừng lại tức khắc. Lãnh tụ Iran cho rằng các quan chức Israel nên chịu trách nhiệm trước công lý về tội ác của mình. Ủng hộ người Palestine đã trở thành một trong những ưu tiên của Cộng hòa Hồi giáo Iran kể từ cuộc cách mạng năm 1979.
như một cách để Iran khẳng định mình với tư cách là lãnh đạo của thế giới Hồi giáo. Israel, quốc gia mà Tehran từ chối công nhận, từ lâu đã cáo buộc các nhà lãnh đạo Iran kích động bạo lực bằng cách cung cấp vũ khí cho Hamas. Trong khi đó, Iran cho biết họ hỗ trợ nhóm này về mặt tinh thần và tài chính. Trước cuộc tấn công vào bệnh viện ở Gaza, hơn 2.800 người Palestine, trong đó 1/4 là trẻ em đã thiệt mạng và khoảng 1,6 triệu người buộc phải sơ tán trong đợt leo thang bạo lực mới nhất giữa Israel và Hamas. Reuters đưa tin, tiếng còi báo động không kích đã vang lên ở Tel Aviv, Israel khi chuyên cơ chở Thủ tướng Đức Olaf Scholz chuẩn bị cất cánh rời sân bay Ben Gurion tới Ai Cập vào tối ngày 17 tháng 10 theo giờ địa phương. Nhà lãnh đạo và đoàn tháp tùng đã buộc phải rời khỏi máy bay ngay lập tức. Thủ tướng Scholz đã đến Israel để bày tỏ tình đoàn kết của Đức đối với quốc gia Do Thái trong cuộc chiến với Hamas. Ông dự kiến bay tới Ai Cập để gặp Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi vào ngày hôm nay, 18 tháng 10. Theo chính quyền Palestine, vụ việc trên xảy ra ngay sau khi có thông tin về vụ nổ tại bệnh viện Gaza, khiến khoảng 500 người thiệt mạng. Bloomberg hôm 17 tháng 10 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có ý định đề xuất một dự luật viện trợ trị giá 100 tỷ đô la Mỹ dùng để tài trợ vấn đề an ninh biên giới với Mexico và hỗ trợ quân sự cho Ukraine và Israel, cũng như các nước ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Đài Loan. Một nguồn tin giấu tên nói với Bloomberg, dự luật trên vẫn đang được thảo luận, nhưng lưu ý rằng nó được thiết kế cho toàn bộ năm tài chính, kết thúc vào tháng 10 năm 2024. Yêu cầu viện trợ bổ sung cho Ukraine trước đó dẫn đến việc Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị phế truất, trị giá 24 tỷ đô la Mỹ, chỉ bằng 20% gói trên. Trong khi cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều ủng hộ việc viện trợ quân sự cho Israel, thì ngày càng có nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa tỏ rõ hoài nghi đối với nỗ lực duy trì hỗ trợ Ukraine. Trong hơn một năm rưỡi qua, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 110 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine, bao gồm quân sự, kinh tế và nhân đạo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây xác nhận nước này đã khai hỏa tên lửa chiến thuật tầm xa Amtak do Mỹ viện trợ để chống lại lực lượng Nga. Hôm nay, đặc biệt cảm ơn nước Mỹ, các tên lửa Amtak đã thể hiện được bản lãnh và uy lực của chúng. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa Amtak tấn công hai căn cứ không quân của đối phương tại các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát vào ngày 17 tháng 10, đánh dấu lần đầu tiên loại tên lửa này ra trận. Ít nhất 9 trực thăng, một kho đạn và nhiều thiết bị quân sự đã bị phá hủy. Hiện Nga chưa phản hồi về thông tin trên. CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đã bí mật gửi tên lửa Amtak đến Ukraine nhưng không rõ là khi nào. Theo Politico, hoạt động vận chuyển và bàn giao loại khí tài này đã được thực hiện trong những tuần gần đây. Kiev đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp Amtak nhằm hỗ trợ tấn công và làm gián đoạn mạng lưới tiếp tế bằng đường sắt được xây dựng trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Điện Kremlin hôm 17 tháng 10 cho biết, những cáo buộc của phương Tây cho rằng Triều Tiên đang cung cấp vũ khí cho Nga là đều không có bằng chứng. TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, họ liên tục đưa ra những thông tin như vậy mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào. Theo ông Peskov, Nga vẫn sẽ tiếp tục phát triển quan hệ với Triều Tiên. Đây là chủ quyền của chúng tôi và không ai có quyền can thiệp vào việc này, người phát ngôn của Điện Kremlin nhấn mạnh. Tuần trước, Nhà Trắng khẳng định Triều Tiên gần đây đã chuyển cho Nga một lô vũ khí, gọi đây là diễn biến đáng lo ngại về mối quan hệ quân sự ngày càng mở rộng giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Một loạt hình ảnh vệ tinh do Nhà Trắng công bố cho thấy một lô đạn dược được Triều Tiên chất lên tàu và vận chuyển bằng đường sắt tới một kho gần biên giới phía tây nam của Nga. Mỹ cho biết quá trình giao hàng diễn ra từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng minh thân cận nhất của ông trong số các nhà lãnh đạo châu Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm 17 tháng 10 đã tái khẳng định cam kết xây dựng mối quan hệ song phương chặt chẽ trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng liên quan đến xung đột ở Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại phủ nơi Tổng thống Putin lưu trú khi đến Bắc Kinh dự diễn đàn Vành đai và Con đường. Trao đổi với Thủ tướng Hungary, ông Putin nói,
Trong điều kiện địa chính trị hiện nay, việc giữ liên lạc và phát triển quan hệ là rất hạn chế. Tuy nhiên, không thể không hài lòng khi mối quan hệ của chúng tôi với nhiều quốc gia châu Âu vẫn được duy trì và phát triển. Một trong số đó là Hungary. Về phía mình, Thủ tướng Orbán khẳng định, Hungary đang cố cứu vãn các mối quan hệ song phương. Nước này vốn nhiều lần phản đối sáng kiến của EU nhằm hỗ trợ Ukraine chống lại Nga, chưa bao giờ muốn đối chọi với Nga. Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về vận chuyển khí đốt và dầu, cũng như vấn đề năng lượng hạt nhân. Theo ông Orbán, điều quan trọng đối với châu Âu, bao gồm cả Hungary, là chấm dứt xung đột Ukraine, các lệnh trừng phạt đối với Nga và làn sóng di cư. Lần cuối Tổng thống Nga và Thủ tướng Hungary gặp mặt trực tiếp là tại Moscow vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, 3 tuần trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hungary, thành viên Liên minh châu Âu EU và NATO, đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Nga hơn các quốc gia khác trong khối và được coi là trở ngại chính với cuộc đàm phán về tư cách thành viên EU của Ukraine vào tháng 12 tới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây cho biết một máy bay trinh sát Lockheed CP-140 Aurora của Canada đã bị chặn khi xâm phạm không phận gần quần đảo Điếu Ngư của Trung Quốc vào ngày 16 tháng 10. Trong cuộc họp báo thường ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh nêu rõ, phương tiện trên đã vi phạm chủ quyền và an ninh quốc gia Trung Quốc và Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Canada. Nữ quan chức đồng thời nhấn mạnh, Ottawa nên tôn trọng sự thật và ngừng lan truyền thông tin sai lệch. Trung Quốc kêu gọi Canada nhận thức mức độ nghiêm trọng của tình hình và dừng ngay các hành động nguy hiểm và khiêu khích. Bình luận được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair cáo buộc tiêm kích Trung Quốc tiếp cận máy bay quân sự của nước này ở khoảng cách nguy hiểm trên vùng biển quốc tế. Vị quan chức mô tả đây là hành động liều lĩnh, gây rủi ro đáng kể đối với máy bay Canada và không thể chấp nhận. Theo Global News, khi sự việc xảy ra, máy bay của Canada được cho là đang tham gia một hoạt động của Liên Hợp Quốc nhằm thực thi lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Reuters đưa tin, các tàu tuần duyên Trung Quốc và Nhật Bản vừa có cuộc đối đầu trong vùng biển quanh các đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông. Phía Trung Quốc cho biết họ đã xua đuổi một số tàu Nhật Bản xâm phạm lãnh hải gần quần đảo mà nước này gọi là Điếu Ngư, trong khi Nhật Bản gọi là Senkaku. Bắc Kinh đồng thời kêu gọi Nhật Bản ngừng mọi hoạt động trái phép tại khu vực này. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản trong một thông cáo báo chí nêu rõ, họ đã phát tín hiệu yêu cầu hai tàu tuần duyên Trung Quốc rời khỏi vùng biển quanh quần đảo tranh chấp, cũng như điều các tàu để ngăn chặn những phương tiện này tiếp cận các tàu đánh cá Nhật Bản. Quần đảo Senkaku, Điếu Ngư là một nhóm đảo không có người ở, hiện do Nhật Bản kiểm soát. Ngoài Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo gọi là Điếu Ngư Đài. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm 17 tháng 10 khẳng định nước này sẽ đáp trả Mỹ một cách dứt khoát và quyết liệt sau khi Washington điều tàu sân bay hạt nhân đến Hàn Quốk. KCNA dẫn bài viết của ông Kim Wang-myung, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Giải trừ Quân bị của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cáo buộc Mỹ đang cố làm leo thang tình hình trong khu vực, gây ra sự bất ổn và phá hoại nền hòa bình thế giới bằng cách thường xuyên điều động khí tài chiến lược hạt nhân đến các điểm nóng, trong đó có khu vực Đông Bắc Á, cũng như cung cấp trang thiết bị quân sự hiện đại cho các đồng minh. Bài viết cảnh báo, những hành động khiêu khích hạt nhân nguy hiểm đang đẩy thế giới đến gần hơn một cuộc chiến nhiệt hạch. Triều Tiên sẽ đối phó với mọi ý đồ đó của các thế lực thù địch, làm tròn sứ mệnh của một quốc gia sở hữu hạt nhân, bảo vệ hòa bình và sự an toàn của khu vực cũng như thế giới. Hôm 12 tháng 10, tàu sân bay năng lượng hạt nhân Mỹ USS Ronald Reagan cùng các tàu tấn công đã cập bến tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày. Trong tuần này, một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ sẽ hạ cánh xuống căn cứ không quân ở Hàn Quốc để tham gia triển lãm hàng không vũ trụ và quốc phòng quốc tế Seoul năm 2023. Đánh dấu lần đầu tiên chiếc B-52 Stratofortress có khả năng mang vũ khí hạt nhân đáp xuống bán đảo Triều Tiên. Giám đốc Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc IAEA, ông Rafael Grossi mới đây cho biết, thế giới không được thất bại ở Iran như đã xảy ra với Triều Tiên khi Bình Nhưỡng trục xuất thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và phát triển vũ khí hạt nhân từ đó tới nay. IAEA đã không được tiếp cận Triều Tiên từ khi Bình Nhưỡng trục xuất thanh sát viên quốc tế năm 2009. Hiện cơ quan này chỉ có thể quan sát những tiến bộ hạt nhân của Triều Tiên từ xa, nhất là qua hình ảnh vệ tinh. Hiện nay, IAEA vẫn có quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng do thỏa thuận năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc bị xói mòn trong 5 năm qua,
thiết bị giám sát bổ sung theo thỏa thuận đã bị gỡ bỏ theo lệnh của Iran. IAEA cũng không còn có thể thực hiện kiểm tra đột xuất tại nhiều địa điểm. IAEA là cơ quan giám sát đại diện cho cộng đồng quốc tế ở Iran. Ông Grossi phát biểu tại Hội nghị Kiểm soát Vũ khí Thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói thêm là ông cực kỳ quan ngại về chương trình hạt nhân hiện nay của Iran. Theo ông, cộng đồng quốc tế phải triển khai mọi nỗ lực để ngăn chặn Iran tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân. Báo cáo hàng quý gần đây của IAEA về Iran cho thấy, nước Cộng hòa Hồi giáo hiện có nhiều uranium được làm giàu tới độ tinh khiết 60%, gần bằng cấp độ sản xuất vũ khí, đủ cho 3 quả bom hạt nhân. Iran phủ nhận việc phát triển vũ khí hạt nhân. IAEA cũng đang vướng vào nhiều bế tắc khác với Iran, như việc xác định nguồn gốc của các hạt uranium được tìm thấy tại hai địa điểm không khai báo, lắp đặt tại các thiết bị giám sát đã bị gỡ bỏ và Iran hủy tư cách thanh sát viên của một số nhân viên IAEA gần đây. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây tuyên bố Lào đã xóa sổ bệnh chân voi, một căn bệnh nhiệt đới gây đau đớn và tàn tật. Bệnh chân voi là tình trạng kích thước của một bộ phận nào đó trên cơ thể con người, thường là chân bị to lên quá mức. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều do giun chỉ gây ra. Loại ký sinh trùng này xâm nhập vào cơ thể con người thông qua vết muỗi đốt. Ước tính trên thế giới có khoảng 120 triệu ca mắc bệnh chân voi ở hơn 80 nước. Để loại trừ bệnh này, các cơ quan y tế địa phương tại Lào cùng với đối tác đã phân phát thuốc và triển khai các biện pháp ngăn ngừa bệnh, tương tự với hoạt động phòng chống bệnh sốt rét và sốt xuất huyết ở những cộng đồng có nguy cơ cao. WHO cho biết, Lào đang nỗ lực loại bỏ thêm hai bệnh khác do vật trung gian lây truyền, gồm bệnh sốt rét vào cuối năm nay và sán màng vào năm 2030. Reuters đưa tin Tòa án Tối cao Ấn Độ đã từ chối hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và nhường quyền quyết định cho Quốc hội. Phán quyết được đưa ra hôm 17 tháng 10, 5 năm sau khi tòa bãi bỏ lệnh cấm quan hệ tình dục đồng tính từ thời thuộc địa. Quyết định này đã gây ra sự thất vọng lớn cho cộng đồng LGBTQ ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Để ra phán quyết mang tính lịch sử trên, 5 thành viên hội đồng thẩm phán do chánh án D.Y. Chandrachud dẫn đầu đã xem xét hàng chục đơn kiến nghị và lắng nghe các cuộc tranh luận trong tháng 4 và 5. Hiện chưa có phản hồi từ chính phủ Ấn Độ đối với phán quyết trên của tòa án. Nhưng đảng cầm quyền Bharatiya Janata theo chủ nghĩa dân tộc của Thủ tướng Narendra Modi trước đó đã phản đối các kiến nghị hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, gọi đây là quan điểm giới tính hoa đô thị. Những người bảo thủ cho rằng cuộc hôn nhân như vậy không thể so sánh được với khái niệm truyền thống về gia đình, chồng, vợ và con cái của người Ấn Độ. Ở châu Á, hiện chỉ có Đài Loan và Nepal cho phép kết hôn đồng giới. Đến đây, bản tin thời sự quốc tế ngày 18 tháng 10 xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.